Xin chào các bạn, mình là Thanh Thanh. Rất vui được đồng hành cùng tất cả các bạn trong bản tin tuần Văn Lang News số 56. Bản tin cung cấp những tin tức về đời sống sinh viên, các hoạt động nổi bật của Văn Lang trong suốt một tuần vừa qua. Và tuần vừa qua thì trường đại học Văn Lang đã có những hoạt động ký kết cũng như là liên kết với các doanh nghiệp, các trường đại học trong và ngoài nước. Và bây giờ mời các bạn cùng điểm qua những tin tức cùng với Thanh Thanh nha. Năm 2020, Viện Công nghệ Châu Á AIT và Trường Đại học Văn Lang đã ký kết thỏa thuận hợp tác 12 chương trình Unified. Hiện nay, Khoa Công nghệ Thông tin đã đưa một sinh viên khóa 24, bạn Nguyễn Thái Anh, học tập một học kỳ theo chương trình Unified tại AIT Thái Lan. Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Văn Lang đã tiếp đón và có buổi làm việc cùng Viện Công nghệ Châu Á AIT, trao đổi những định hướng hợp tác mới trong thời gian tới. Bên cạnh các hoạt động xúc tiến hợp tác đào tạo sinh viên, Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh các hoạt động trao đổi giữa giảng viên hai bên, tham gia các lớp tập huấn, tổ chức hội thảo, thẩm định nghiên cứu khoa học tại Học viện Công nghệ Châu Á trong năm học 2022-2023. Tuần vừa qua, Trường Đại học Văn Lang đã thực hiện ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác cùng các đối tác trong và ngoài nước. Ngày 22 tháng 8 năm 2022, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế đã gặp gỡ và ký kết biên bản MOU cùng Viện Công nghệ Thông tin IT Plus, xác lập quan hệ hợp tác trong việc hỗ trợ sinh viên khối ngành Mỹ thuật và Thiết kế, đặc biệt là sinh viên ngành Thiết kế Mỹ thuật số, tạo điều kiện cho sinh viên trong hoạt động kiến tập, thực tập và tìm đề tài thực hiện đồ án tiền tốt nghiệp, tham gia các khóa học quay và dựng phim, tổ chức các buổi chuyên đề, hội thảo, các cuộc thi học thuật cho sinh viên. Ngày 22 tháng 8 năm 2022, Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc ký kết biên bản MOU với hai đối tác Hàn Quốc là Trường Đại học Polytechnic Ivy và Công ty Cổ phần Iruda Planet. Theo biên bản MOU, Trường Đại học Văn Lang và Đại học Polytechnic Ivy Hàn Quốc cùng Công ty Cổ phần Iruda Planet sẽ xúc tiến nhiều hoạt động về nghiên cứu học thuật, chuyển đổi chương trình đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng việc làm cho sinh viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho sinh viên học tập trong đa dạng các lĩnh vực. Ngày 24 tháng 8 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lixo Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác hướng đến mục tiêu cùng phối hợp triển khai chương trình Lixo Talent March, mở rộng cơ hội trải nghiệm cho sinh viên ngành kiến trúc. Dự án giúp sinh viên kiến trúc có cơ hội trao học bổng, tổ chức các cuộc thi thiết kế, workshop, các chương trình tham quan thực tế. Ngày 24 tháng 8 năm 2022, Khoa Dược ký kết biên bản MOU cùng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sen Pharma. Hai đơn vị thỏa thuận sẽ đẩy mạnh việc nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm thuốc chất lượng phục vụ cho xã hội. Bên cạnh đó, sinh viên Khoa Dược sẽ được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu tại các phòng lab hiện đại và có cơ hội kiến tập, thực tập tại Sen Pharma. Văn Lang News xin chúc mừng hợp tác thành công của Trường Đại học Văn Lang và các đơn vị. Từ năm 2018, Trường Đại học Văn Lang triển khai chương trình trao đổi sinh viên với các đại học tại Hàn Quốc. Tính đến năm 2022, nhà trường đã có hơn 30 sinh viên tham gia các chương trình trao đổi tại Hàn Quốc. Ngày 24 tháng 8 năm 2022, Khoa Xã hội và Nhân văn và Khoa Du lịch Trường Đại học Văn Lang tuyển 7 sinh viên ngành Đông Phương học, chuyên ngành Hàn Quốc học và một sinh viên ngành Quản trị khách sạn, du học theo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Ngoại ngữ Busan và Đại học Gwangju. Văn Lang News mến chúc các bạn sẽ học thật tốt và có những trải nghiệm tuyệt vời tại Hàn Quốc nha! Ngày 25 tháng 8 năm 2022, Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức chuyến tham quan trụ sở làm việc của công ty DXC Technology Service Việt Nam cho 66 bạn sinh viên khóa 25-26, ngành kỹ thuật phần mềm và ngành công nghệ thông tin. Các bạn sinh viên được tìm hiểu về công ty DXC và mở rộng kiến thức chuyên môn thông qua 3 chủ đề trò chuyện được dẫn dắt bởi các anh chị quản lý hiện đang làm việc tại DXC. Mong rằng các bạn sinh viên có thêm nhiều kiến thức bổ ích làm hành trang cho hành trình học tập của mình tại Văn Lang nha. Và tuần vừa qua thì Trường Đại học Văn Lang cũng đã tổ chức các hoạt động cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường. Bên cạnh đó thì những hoạt động của sinh viên cũng sôi nổi không hề kém cạnh. Đặc biệt phải kể đến đó chính là phần thi trang phục dân tộc tại cuộc thi Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm 2022 gây sốt cộng đồng mạng của sinh viên Văn Lang. Và ngay bây giờ hãy cùng điểm qua những tin tức này nha.
Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang tổ chức lễ vinh danh, khen thưởng 201 giảng viên có đóng góp tích cực trong phong trào nghiên cứu khoa học giai đoạn 2017 và 2021. Trong 5 năm nỗ lực vừa qua, nhà trường ghi nhận đóng góp cho nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trong đó, 201 thầy cô đã tiêu biểu tích cực tham gia và hoàn thành kết quả hơn định mức. Đặc biệt, nhà trường cũng vinh danh 8 cán bộ, giảng viên đã đóng góp vượt trội trong phong trào nghiên cứu khoa học của trường. Từ năm 2017 đến năm 2021, cộng đồng giảng viên Văn Lang ghi dấu ấn với 805 bài báo được công bố trên các tạp chí trong nước, 364 bài báo được đăng tải trên các tạp chí quốc tế, 16 đề tài nghiên cứu khoa học quốc tế, 44 đề tài nghiên cứu khoa học trong nước và 221 tác phẩm nghệ thuật. Văn Lang News xin chúc mừng các thầy cô với thành tích xuất sắc của mình trong phong trào nghiên cứu khoa học. Sau hai đợt tập huấn xây dựng chương trình đào tạo và thiết kế môn học OBE, phòng đào tạo tổ chức tập huấn đợt 3 dành cho hơn 500 giảng viên. Trong hai buổi tập huấn ngày 22 và 24 tháng 8, tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy, phó giám đốc Trung tâm Đào tạo Quản lý Tiên tiến, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm trang bị về thiết kế phương pháp đánh giá, rubrics, đánh giá và phương pháp dạy học. Buổi tập huấn giúp cán bộ, giảng viên Trường Đại học Văn Lang hiểu rõ hơn các khái niệm, quy trình và bộ công cụ thiết kế chương trình theo hướng tiếp cận OBE, đào tạo theo kết quả đầu ra được xác định cụ thể, đáp ứng yêu cầu của các bộ chuẩn kiểm định uy tín nước ngoài. Cuộc thi Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 chính thức công bố phần thi trang phục dân tộc National Custom Competition. Đây cũng là một trong những phần thi đặc sản của cuộc thi Miss Grand International được các fan sắc đẹp yêu thích. Tại Miss Grand Việt Nam, các nhà thiết kế được thỏa sức sáng tạo những bộ trang phục ý nghĩa, lộng lẫy mang đậm bản sắc dân tộc để giới thiệu với khán giả trong lẫn ngoài nước. Các bạn sinh viên Văn Lang đã mang đến cuộc thi những thiết kế ấn tượng với chủ đề cói, lãnh Mỹ A, Tết Trung Thu, chim lạc. Chúc các bạn sẽ thật tỏa sáng tại cuộc thi nha! Vào tuần vừa qua, thì Đại hội đại biểu Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường Đại học Văn Lang lần thứ 10 cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, thì những gương mặt tân sinh viên khóa K28 đầu tiên cũng đã dần lộ diện rồi. Và ngay bây giờ hãy cùng Thanh Thanh gặp gỡ các em út đa tài khóa K28 của chúng ta nha! Ngày 21 tháng 8 năm 2022, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Văn Lang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2024, diễn ra với sự tham dự của 100 đồng chí. Đại hội là sự kiện quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động trong nhiệm kỳ 2017-2022, bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục phát triển công tác đoàn và phong trào thanh niên của Trường Đại học Văn Lang vững mạnh. Chúc ban chấp hành đoàn Trường Đại học Văn Lang nhiệm kỳ 2022-2024 phát huy tinh thần chính trực, trách nhiệm, hành động và phát triển theo giá trị cốt lõi của nhà trường, đạo đức, ý chí, sáng tạo. Xét tuyển thẳng là một trong các phương thức tuyển sinh đã được Trường Đại học Văn Lang áp dụng từ năm 2020 nhằm tạo cơ hội cho nhóm thí sinh có thành tích học tập, rèn luyện tốt xét tuyển vào trường. Năm 2020, 31 bạn trúng tuyển hình thức xét tuyển thẳng vào các ngành của Trường Đại học Văn Lang. Bạn Trương Bích Chăm trúng tuyển thẳng ngành quan hệ công chúng, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Hồ Thị Kỷ, Cà Mau, đạt giải nhì học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh năm học 2020-2021, giải ba khoa học kỹ thuật năm 2020-2021. Bạn Nguyễn Tuấn Kha trúng tuyển thẳng ngành quan hệ công chúng, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Quang Trung, Gia Lai, đạt giải ba học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh năm học 2021-2022. Bạn Nguyễn Châu Giang trúng tuyển thẳng ngành răng hàm mặt, cựu học sinh trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đạt giải ba học sinh giỏi môn sinh học cấp thành phố năm học 2021-2022. Bạn Nguyễn Phúc Tăng trúng tuyển thẳng ngành kinh doanh quốc tế, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp, đạt giải nhì học sinh giỏi môn toán cấp tỉnh năm học 2019-2020. Bạn Trần Mộng Thanh Tâm trúng tuyển thẳng ngành truyền thông đa phương tiện, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh.
bạn Lê Quang Hiển Lâm trúng tuyển thẳng ngành kiến trúc, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Nguyễn Thị Phương Thanh trúng tuyển thẳng ngành truyền thông đa phương tiện, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi. Bạn Lê Minh Nguyệt trúng tuyển thẳng ngành ngôn ngữ Anh, chương trình đào tạo đặc biệt, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, Đắk Nông, đạt chứng chỉ IELTS 6.5. Bạn Nguyễn Ngọc Bảo Hân trúng tuyển thẳng ngành răng hàm mặt, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận. Bạn Vương Gia Kỳ Nam trúng tuyển thẳng ngành truyền thông đa phương tiện, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Bạc Liêu. Bạn Nguyễn Ngọc Tú Linh trúng tuyển thẳng ngành thiết kế thời trang, cựu học sinh Woburn College Institute, đạt chứng chỉ IELTS 7.5. Bạn Nguyễn Thị Thanh Thư trúng tuyển thẳng ngành truyền thông đa phương tiện, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Long An, đạt giải nhì học sinh giỏi môn lịch sử cấp tỉnh năm 2021-2022. Bạn Đặng Ngọc Khôi Nguyên trúng tuyển thẳng ngành quan hệ công chúng, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long, Lâm Đồng, đạt giải nhì học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh năm học 2020-2021. Bạn Huỳnh Thảo Phương trúng tuyển thẳng ngành quan hệ công chúng, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam. Bạn Huỳnh Ngọc Xuân Nguyên trúng tuyển thẳng ngành diễn viên kịch, điện ảnh, truyền hình, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang. Bạn Phạm Hải Hân trúng tuyển thẳng ngành thiết kế đồ họa, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên. Bạn Trương Thảo Trân trúng tuyển thẳng ngành quan hệ công chúng, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang. Bạn Võ Hoàng Ngân trúng tuyển thẳng ngành thiết kế đồ họa, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận. Bạn Huỳnh Ngọc Khánh Linh trúng tuyển thẳng ngành truyền thông đa phương tiện, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Nguyễn Cao Duy Nam trúng tuyển thẳng ngành luật, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Duy Tân, Kon Tum. Bạn Trương Hoàng Châu trúng tuyển thẳng ngành thiết kế nội thất, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng. Bạn Nguyễn Chánh Duy trúng tuyển thẳng ngành thiết kế mỹ thuật số, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Trần Thị Minh Hiệp trúng tuyển thẳng ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk, đạt giải nhất học sinh giỏi môn cấp tỉnh năm học 2021-2022, giải nhì học sinh giỏi môn tiếng Pháp cấp tỉnh năm học 2020-2021. Bạn Phạm Trần Gia Thư trúng tuyển thẳng ngành thiết kế công nghiệp, vận động viên thi đấu môn cờ vua, giải nhì Đông Nam Á năm 2021, giải ba toàn quốc 2021, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Trương Việt Vũ trúng tuyển thẳng ngành công nghệ thông tin, vận động viên quốc gia bộ môn bơi lội, huy chương bạc giải vô địch trẻ quốc gia 2020, huy chương đồng giải vô địch trẻ quốc gia 2020, học viên trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Bùi Nguyễn Minh Thư trúng tuyển thẳng ngành quan hệ công chúng, huy chương vàng giải trẻ võ cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Nguyễn Thanh Nhàn trúng tuyển thẳng ngành quản trị kinh doanh, cầu thủ trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ BVF, vô địch môn bóng đá nam U19 quốc gia năm 2021, cầu thủ xuất sắc nhất giải môn bóng đá nam U19 quốc gia năm 2021, cầu thủ thi đấu cho đội hạng nhất Phố Hiến, học bổng Văn Lang 350 triệu đồng năm 2021. Bạn Nguyễn Xuân Bắc trúng tuyển thẳng ngành quản trị kinh doanh, cầu thủ trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ BVF, vô địch môn bóng đá nam U19 quốc gia năm 2021, cầu thủ thi đấu cho đội hạng nhất Phố Hiến, học bổng Văn Lang 350 triệu đồng năm 2021. Bạn Nguyễn Đức Phú trúng tuyển thẳng ngành quản trị kinh doanh, cầu thủ trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ BVF, vô địch môn bóng đá nam U19 quốc gia năm 2021, cầu thủ thi đấu cho đội hạng nhất Phố Hiến, học bổng Văn Lang 350 triệu đồng năm 2021. Bạn Trần Ngọc Sơn trúng tuyển thẳng ngành quản trị kinh doanh, cầu thủ trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ BVF, vô địch môn bóng đá nam U19 quốc gia năm 2021, cầu thủ thi đấu cho đội hạng nhất Phố Hiến, học bổng Văn Lang 350 triệu đồng năm 2021.
Nguyễn Phương Nam, trúng tuyển thẳng ngành quản trị kinh doanh, cầu thủ trưởng thành từ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ BVF, vô địch môn bóng đá nam U19 quốc gia năm 2021, cầu thủ thi đấu cho đội hạng nhất Phố Hiến. Chúc mừng tất cả các bạn, hy vọng kết quả trúng tuyển thẳng là khởi đầu tuyệt vời để các bạn gặt hái thêm những thành công mới trên hành trình sinh viên tại Văn Lang nha. Và bản tin tuần Văn Lang News số 56 của chúng ta cũng đã khép lại. Hẹn gặp lại đại gia đình Văn Lang trong bản tin tiếp theo nha.